Thì cái việc đầu tiên ấy là chúng ta có thể là tiêm tê cho bệnh nhân một chút. Thứ hai là mình sẽ định vị cái vị trí này. Ví dụ các em phải để ý là gì? Cái định vị. Tại sao nó có cái mũi định vị này? Cái mũi định vị này là gì? Sẽ giúp cho chúng ta là gì? Đi bao nhiêu mm? Ví dụ anh xác định anh đi là 0,5 thì anh chỉ cần là gì? Nó có một cái mũi này, mũi này thôi. Anh chỉ cần sao? Gióng ngang qua. Gióng ngang qua. Thứ nhất là mình gióng ngang qua cái vị trí này. Thì mình thấy là gì? Mình sẽ làm sao? Không có cái mắt nào bằng cái thước cả. Bởi vì cái này là thước rồi. Mình cứ đặt đúng thước rồi mình đi vào thôi. Nghĩa là gì? Sau khi mà định vị xong ấy thì chúng ta sẽ có một cái thước. Đây chúng ta sẽ là chúng ta sẽ có những cái khớp ở đây, chúng ta sẽ dùng cái chì này, chúng ta đánh dấu này. Được chưa? Chúng ta đừng chủ quan. Một số bệnh, một người hoặc là các bạn bỏ bước. Các bạn là nghĩ rằng là cái bước này không quan trọng, bỏ đi. Nó sai lầm. Bởi vì sao? Thứ nhất là mình định vị vào đây. Mình đã biết rằng là cái vị trí này mình sẽ lấy men khoảng không bao nhiêu? 0,5. Mình không có lấy nhiều hơn được để làm gì cả. Nghĩa là mình sẽ định vị được là gì? Cái vị trí này là 0,5 rồi. 0,5 này. Thì từ đây bắt đầu là gì? Mình bắt đầu đi cái 0,5 này. Thì bắt đầu mình cứ đi. Đi nó 0,5, 0,5. Và mình mài. Thứ nhất là mình chọn lựa cái tay khoan. Thì là chọn lựa cái tay khoan. Thứ nhất là phải ra nước rất là đều. Là một. Bây giờ chúng ta thấy là gì? Chúng ta đặt cái mũi khoan vào đây. Chúng ta đi là gì? Cái răng của mình nó sẽ có hai cái hình, hai bình diện. Một là bình diện thẳng. Đầu tiên chúng ta đặt cái đường hoàn tất của chúng ta là gì? Trên cái đường, trên đường miếu. Chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta đi hết toàn bộ như này. Chúng ta đi. Chúng ta đi 0,5 mà chúng ta làm sao đánh. Đánh dấu. 0,5 chúng ta đánh dấu. 0,5 chúng ta đánh dấu hết 0,5 này. Chúng ta đi 0,5 chúng ta đánh dấu. Anh đi hết 0,5 này, đúng chưa? Người bác sĩ giống như một người thợ mộc, kỹ sư ấy. Chúng ta không thể làm nhanh, làm vội được. Không bao giờ được làm nhanh, làm vội. Nghĩa là gì? Chúng ta đi hết được cái vòng quanh. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi là gì? Vừa nãy anh để là trên miếu đúng không? Bây giờ anh đi làm sao? Ngang miếu. Anh sẽ dùng là tỉ mẩn từng tí một. Anh đi một tí, một tí một. Mình đảm bảo là gì? Các cái đường đi này đảm bảo là gì? Ngang liễu. Ngang liễu. Đảm bảo ngang liễu. Chúng ta quan sát là gì? Hai cái răng cửa này nó tương đối, bốn cái răng cửa này nó, cái đường nợ nó tương đối làm sao đều. Tương đối đều thì mình sẽ không phải làm sao, không phải cắt cái đường nợ. Đây anh được một cái bình diện thẳng đúng không? Tí nữa nó có một cái bình diện, đây là bình diện gì? Bình diện này là bình diện vát, đúng không? Nghĩa là một góc nghiêng của nó ở cái phần diệt cắn của chúng ta. Chúng ta làm. Vô hình chung bây giờ anh đi này. Lúc này anh đi là gì? Anh muốn đi xuống dưới 0,2 mm. Anh đi vào trong, được chưa? 0,2 mm. Để cho cái đường thẩm mỹ của mình làm sao, cái đường nợ của mình làm sao, nó đi 0,2 mm dưới nợ thôi. Thứ nhất là nó không bao giờ nó vi phạm vào khoảng sinh học. Mài thật chậm rãi. Mài nhanh không phải là lý do mà để thành công. Không có một ông thợ thủ công nào làm ẩu mà làm ra được cái sản phẩm tốt được.
chúng ta chỉ có không có động tác thừa thôi. Đúng rồi. Hôm nay anh làm ở đây anh ấy, anh làm rất lo lắng nên là cậu chấp nhận là thì cậu sẽ làm từ đầu hết cuối cho anh làm. Sau khi xong là chúng ta định vị cái vị trí đằng rìa cắn của chúng ta là gì, 1.5 mm đúng không? Chúng ta vẽ ba đường. Đúng nhỉ? Đường đã thấy là vuốt một góc nghiêng của nó đúng không? Cái dưới này chúng ta đi thẳng rồi đúng không? Cái này nó nghiêng một cái phần rìa cắn cái bình diện bên của chúng ta một cái góc. Hai bên này nó có một góc khoảng 5 đến 7 độ của chúng ta đối với vị trí của trục song song. Chúng ta làm được một cái nào đó chúng ta thật sâu chuốt bình thường được chứ không? Không làm vội vàng gì cả. Đưa vào mặt trong, được chưa? Đảm bảo cho bệnh nhân. Xong được cái mặt ngoài, bây giờ tí chúng ta làm một loạt mặt trong. Đấy chưa? Các cái góc mình bo hết lại, tí nữa mình còn bo mịn nữa chứ. Tiếp tục. Bởi vì sao cái rìa cắn của răng cửa anh không muốn nhiều, bởi vì tí anh muốn dài cái răng cửa này ra đúng không? Và đúng là mình muốn cái răng cửa của này nó sẽ dài hơn răng cửa gì? Răng cửa B của chúng ta. Chúng ta định vị cái đường thẳng xuống ba đường cùng với đường ngang kia của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi đầu tiên chúng ta đi vào cái bề mặt 0.5. Tạo ra một cái mặt phẳng là phần hướng dẫn của cái răng đã. Lúc này đi đường ngang liếu này, đặt ngang liếu thôi nhé. Đi đúng độ dày của nó 0.5 đến 0.7. Khi chúng ta hiểu về khoảng sinh học rồi, chúng ta không bao giờ đi mài, chúng ta xâm phạm vào khoảng sinh học để gây ảnh hưởng đến cái việc là viêm liếu. Chúng ta sẽ bám nguyên đi theo cái đường liếu của nó. Cái đường liếu chính là cái mà chúng ta làm đường hướng dẫn. Cả đường cạnh bên này chúng ta đi theo cái đường liếu của nó. Đầu tiên chúng ta đi là gì? Ngang cái đường liếu của chúng ta. Ngang đường liếu. Các cái cạnh bên này nó song song với nhau 0.5 đến 0.7 độ. Nghĩa là gì? Cái cạnh này với cạnh này chỉ làm sao 5 đến 7 độ thôi, không được để quá 5 độ, không phải quá 10 độ. Sau khi đi xong rồi chúng ta bắt đầu đi cái đường hoàn tất của chúng ta là chúng ta muốn đi 0.2 mm. Để cho đảm bảo là gì? Mọi cái đường hoàn tất này của chúng ta phục hình ấy,
chúng ta nó sẽ là nằm ở đâu? Ngang lợi và dưới lợi. Tại sao lại chúng ta không đặt chỉ con miếu trước khi chúng ta làm cái này? Bởi vì khi đặt chỉ chúng ta sẽ không biết được cái vị trí này chúng ta đi. Nên là khi đặt chỉ con miếu đấy, chỉ để tác dụng làm gì thôi? Để lấy cái dấu cho chính xác là một. Thứ hai là gì? Có cái ba vía nào đấy chúng ta sẽ hoàn thiện lại cuối cùng nữa. Đó là mục đích của chỉ con liếu. Nếu mà bây giờ chúng ta đặt chỉ con liếu trước khi chúng ta mài ấy, thì nó co đi, chúng ta không biết là chúng ta sẽ mài đến đâu. Cái tay đấy luôn luôn đi nhẹ vào trong như này, để tí là sao cái đường hoàn tất nối cái mặt trong này và mặt trong này ấy, thì sẽ tạo ra một cái đường tròn để hoàn thiện. Nghĩa là khi mình mài đến đâu ấy thì là gì? Mình đã làm nhẵn nhụ đến đấy rồi. Cái đường hoàn tất này như thế này, nó gọn, luôn luôn là hình oval đối với một cái cổ răng, để đảm bảo là gì, cái cổ răng sau này khi mình làm ấy là hai cái hình này nó làm sao hình oval. Nếu như mà gì, cái cổ răng mà nó hình tam giác ấy thì mình phải tỉa cái đường lợi nó hình thành oval để làm. Okay. Nghĩa là gì, khi mình đưa đến đây rồi hai bên chúng ta thấy là gì, nó sẽ nối nhau ở gần đây. Lúc này thì các em chỉ cần là gì, nối cái vị trí đằng trong này ở dưới này đi ngang lợi thôi, không đi dưới lợi, dựng mũi khoai song song như này, vuông góc lên, nó sẽ thấy là chúng ta sẽ lấy được cái đường hoàn tất ở cái mặt trong, đúng không? Và đường trong này chúng ta để làm sao ngang cái đường gì, ngang với đường nợ, thứ nhất là sau này nó không bị viêm. Ok, tương tự tất cả các răng khác như thế thì chúng ta cũng có thể đều mài như vậy. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc, và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.